Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, mục tiêu nhà máy đạm Phú Mỹ giai đoạn 2019-2024. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 5 năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy mục tiêu nhà máy bạm Phú Bỉ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh và tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí. Để thực hiện tốt nội dung quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy cho các hoạt động của tổng công ty trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công an tỉnh đã chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đưa nhà máy đạm Phú Bỉ vào danh sách mục tiêu trọng điểm về phòng chống khủng bố. Bên cạnh đó, các bộ phận của hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Phát huy những kết quả đã đạt được tại hội nghị, ban giám đốc tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí và ban giám đốc công an tỉnh bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất ký kết và ban hành quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Dịp này, lãnh đạo hai đơn vị cũng trao các quyết định khen thưởng đối với 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp.